Mới chiền nói sao trời ơi, tới ngày làm cô dâu rồi mà da dẻ đâu mà khô rồi không có sáng mịn gì trơn. Đúng rồi, biết mấy nay là chăm chết kinh khủng luôn. Rồi chưa kể là do cái thời tiết ở dưới quê nó nắng nóng nữa, cho nên da của mình nó vừa khô nè, vừa không có độ ẩm nè, mà nó còn hở sạm lại nữa. Giờ chị chờ xíu đi, quay mắt cúp được không? Mình sẽ giải cứu làn da của mình bằng cách là đắp cái mặt nạ 90 giây. Mặt nạ gì chị? Make My Day. Đây, mặt nạ Make My Day à. Này là mặt nạ dành cho ban ngày. À, cái này là được làm từ tảo đỏ. Thành phần của nó là tảo đỏ và HA. Nó sẽ giúp da mình nó sáng hơn, dưỡng ẩm cho da. À, cho em 90 giây thôi. Đâu hả? Nè, cái chị Duyên nè. Bây giờ chăm sẽ sử dụng cái máy đắp mặt nạ à. UFO của thằng Forever này thì coi được là đây, em sẽ xài được app. Chán ghê luôn đó. Hình như tới ngày làm cô dâu ai cũng vậy trơn, stress này kia làm cho da của mình nó không có được đẹp. Đây, bây giờ em sẽ bật vô cái app của thằng Forever, kết nối với này, cái máy này. Đợi em xíu nha chị. Chị ngồi đi chị. Này, mở lên, mình sẽ kết nối cái máy này. Ha. Để mình đặt mặt nạ. Trong vòng 90 giây. Chọn chế độ ban ngày. Đây, mình sẽ chọn cái vào cái chế độ là cái mặt nạ này nè, Make My Day nè. À, mình bấm chữ Start là bắt đầu mình sử dụng được rồi. Đầu tiên là mình sẽ xé cái mặt nạ ra. Ê, cái này nó hay lắm á Trang. Chỉ cần 90 giây thôi, mình đắp xong là da của mình nó sẽ mướt hơn, sáng hơn, có độ ẩm luôn. Trước khi mình mất cúp hay là mình đi đâu mình làm gì á, mình chỉ cần là mình đắp mặt nạ vào trong vòng 90 giây thôi là nó cải thiện cái da cho mình luôn. Nó sẽ có cái chế độ nhiệt nóng và nó mở lỗ chân lông ra. Nó kết hợp với lại cái xung tê sonic đó, nó giúp cho tinh chất của mình nó thấm sâu vô trong da. Rồi bây giờ mình sẽ làm nha. Rồi chăm sẽ chế độ màu xanh nha mọi người. À, mắt ngay đây ban ngày nè. Secure the UFO activated. Use a circular motion as you gently glide UFO across your face and neck, distributing mask essence evenly. Cái chế độ xung tê sonic này chị, nó rung nữa. Đúng rồi, giống như đi spa hay chị Trang. À, nó có nhiều cái chế độ á, nó có chứa nhiều chế độ đèn led nữa, đèn led đủ màu luôn á, màu đỏ rồi màu xanh lá cây rồi màu cam, thì mỗi cái đèn led như vậy nó có mỗi công dụng khác nhau. Nè gần hết rồi nè, 90 giây thôi chứ Trang. Có nó nhiều có chế độ lắm, nhưng mà mỗi cái mặt nạ nó sẽ có mỗi chế độ khác nhau. Hay khi lúc mà mới đầu vô app nó cho mình chọn từng cái loại mặt nạ. Không, cái gì? Cái này có 90 giây mà, còn đắp cái mặt nạ kia là phải mất đến những 20 phút lận, đúng không? Thì cái mấy lần luôn. Mà nhanh nữa. Cái đèn led màu xanh đó là nó làm sáng da, điều màu da. Trời, còn đáng tiếc nữa quý vị. Rồi, còn nghiện quá đáng tiếc. Tới sáng rồi. Không, nhanh xong rồi. Lắm tới nơi thì tới sáng. Xong. Đó. Mấy cái đèn led này là nó còn giúp cho da mình là chống lão hóa nữa. Bây giờ chị có cái da em nó mướt hơn rất là nhiều so với lúc nào không? Để nó khô luôn. Và đặc biệt có tinh chất này sau khi mà mình đắp mặt nạ xong á, mình để yên nguyên trên mặt luôn, không cần phải đi rửa luôn. Rồi tắt máy. Ủa coi da này mướt hơn rồi đó. Rồi cảm ơn chị, tự tin hơn chút rồi đó. Hồi nãy cái da khô khô kinh khủng luôn. Chị cười gượng gạo quá chị Trang.
Đây là tại vì chị chờ em 90 giây mà chị không chịu. Không. Em không chịu. Còn tới 28 nó được vô à.
Bớt này nè. I love you. Rồi chú rể vô vô giữa đi anh. Rồi mấy em gái chúng mình vỗ tay nha. Rồi. Rồi chú rể 1 2 3 chia cho mấy này ra cái. 1 2 3 vỗ tay. Vỗ tay đi. Rồi chú bên phải phải đứng nhìn chụp hình cái rồi cả nhà trên đây luôn, tất cả mọi người trên đây luôn. Rồi lên rồi lên. Rồi lên rồi lên. Rồi ok. Rồi anh chồng. Rồi chào quả. Rồi chào quả, chào quả, chào quả, chào quả, chào quả. Rồi người đầu tiên, người thứ hai, người thứ ba nha. Từ từ anh nói, em đếm, em đếm cả thứ tư nè. 1, 2, 3, cả đầu tiên. 2, đừng có che chú rể. 2, người thứ 2. 3, 4, lên tiếp đây, lên đi, lên che chú rể rồi. Rồi nhận quả đi, lấy quả vô tụi em nhắn tựa. Người đồng em quay thêm cảnh nha, tay vô. Khoan, chú rể đừng vô nha. Tụi em giữ quả đi. Thôi, nhà trai lui lại. Nhà trai lùi lại. Nam tách ra, nam tách ra, nam tách ra, nam tách ra, nam mình tách ra. Tách ra, rồi chú đáng lẽ là mẹ cũng là mẹ
đổi chỗ, góc mặt cô dâu đổi chỗ. Rồi đặt tay lên bông chú rể lấy chiếc nhẫn ra. Okay. Đặt cái hộp lên cho mày. Rồi tay trái nâng tay cô dâu lên. Đúng rồi, rồi chuẩn bị đeo vô. Đeo xong hôn tay cô dâu. Vỗ tay cái nhà ơi. Rồi cô dâu làm vậy tương tự với chú rể. Vỗ tay lên cái nhà ơi. Rồi phê nhẫn đi, có nhẫn đó. Hai phê nhẫn đi. Đây đây đây. Đừng có che mặt, đừng có che mặt quá. Thấp thôi. Quá quá giữa trăm ơi, quá giữa trăm ơi. Đặt tay đi, đặt tay đi. Rồi mấy em này cứ trăm, mấy em nào mấy em này. Rồi lắm rồi. Rồi ok, không phải bắt được gì biết mặt. Bố đứng sát luôn chút là đẹp bố ơi. Bố cô dâu. Cô tươi lên chị ơi. Cô ơi, cô quay cái mặt ra trước không cô? Quay nhìn nhìn. Đó đúng rồi. Rồi, chia cho qua xong muốn chia sẻ thì mới nói nha. Có tay này nâng tay kia nhảy luôn chị. Rồi cả nhà nhìn thẳng ở đây anh trai ơi. Rồi ok, 1 2 3 chú ơi. 1 2 cả nhà nhìn mấy con nè. Rồi ạ. Dạ rồi, con cảm ơn ạ. Chú rể không? Cô dâu
nhiều quá nặng. Bỏ cái túi xuống đây, dạ đẹp chị ơi, bỏ túi xuống đi.
Rồi, vậy không đánh đi. Nâng nâng lên, nâng nâng cái chi lên 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 lưng cũng vàng đúng không? Ok. Dùng, dùng. Rồi tất cả mọi người nhìn đây giùm con. Cho anh chụp tấm hình nha mọi người. 1 2 3 2 3. Nhìn thẳng mấy giữa cho em một tấm nữa nha. 1 2 3 2 3 3. Rồi, tiếp tục. Cho ai còn tao rồi chị Phương Duyên sau đó về thế anh Long Nhật ca có mắt quà nhỏ chúc mừng ngày sức khỏe thân thân dạ con kính thưa các cô chú anh chị ông bà, dạ con là Trương là em của chị Trâm với lại anh Trọng, hôm nay thì đến với cưới của anh chị thì con xin chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc. Vâng, và đây là món quà của em. Đúng quá. Dạ nó cũng nhỏ thôi, đây chỉ là một cái cánh hoa mai nhưng mà tượng trưng cho sự may mắn, bình an và sức khỏe. Chúc cho anh chị lúc nào cũng luôn yêu thương nhau, che chở và động viên cho nhau vượt qua những điều khó khăn trong cuộc sống. Dạ. Xây qua cho em thấy luôn anh ơi, xây qua cho em thấy luôn anh ơi. Dạ rồi xong rồi. Em xin cảm ơn cả nhà. Người lớn có người lớn một xíu. Ra bà ngoại nhìn con chụp tấm hình luôn nha. 1 2 rồi à. Đừng đừng có xây lưng gì ơi. Cho chị cho luôn đi rồi. Chị áo trắng vô cho luôn hả chị? Đeo luôn. Đừng có xây lưng lại. Em có quà nữa mi. Dành mấy năm này đó. Rồi cả nhà chụp tấm hình luôn nha, chụp tấm hình luôn. Rồi nhìn thẳng đây, nhìn thẳng đây. 1 2 3 cười đó nha. 1 2 3 3 3 rồi ạ.